Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty OK Việt Nam. Và em là Giang Hạnh, chuyên viên kỹ thuật thị trường của công ty. Ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và trao đổi với mọi người về một vấn đề vẫn đang rất quan tâm, đó là việc lựa chọn kháng sinh trong chăn nuôi. Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi thì thường với 3 mục đích chính: phòng bệnh, trị bệnh và kích thích sinh trưởng. Tuy nhiên là do việc sử dụng lạm dụng kháng sinh cũng như việc sử dụng kháng sinh bừa bãi đã dẫn đến hậu quả là các vi khuẩn đã có sự đề kháng kháng sinh, đặc biệt là với các vi khuẩn như là Mycoplasma và vi khuẩn Clostridium gây những bệnh rất là khó điều trị và tốn kém. Vậy lựa chọn kháng sinh như thế nào là phù hợp thì mọi người cùng tìm hiểu với em nhé. Và hôm nay thì em xin đi qua 3 vấn đề chính, đó là tình hình kháng sinh hiện nay. Vấn đề thứ hai là kháng sinh Tivalozin và vấn đề thứ ba là sản phẩm CL-Tima-50. Thì dưới đây là một khảo sát về tình hình kháng sinh tại Việt Nam được phân trên vi khuẩn E. coli ở trên heo ở miền Nam Việt Nam với 13 loại kháng sinh phổ biến nhất. Thì kết quả đã cho thấy là tất cả các mẫu vi khuẩn đều đề kháng với các loại kháng sinh khác nhau với tỷ lệ rất là cao, 99%, thấp nhất thì cũng là 58%. Kết quả tương tự thì cũng đã được thấy khi khảo sát tại các trại heo và gà đồng bằng sông Cửu Long cũng như mẫu thịt heo và gà ở miền Bắc Việt Nam đối với các vi khuẩn Campylobacter và Salmonella thì tỷ lệ kháng là 100% đối với Erythromycin và đối với các sinh kháng khác thì cũng trên 90%. Thì các anh chị có thể thấy là khi mà vi khuẩn đã kháng kháng sinh thì việc sử dụng chúng trong chăn nuôi sẽ không còn hiệu quả. Tuy nhiên thì việc sử dụng kháng sinh thì vẫn là một phương pháp nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất. Vì vậy điều cần thiết của chúng ta là bây giờ cần là tìm ra một kháng sinh có phổ hoạt động rộng, mạnh và đặc biệt là chưa bị các vi khuẩn khác đề kháng. Mới của nhóm kháng sinh Macrolide, đây là một nhóm kháng sinh an toàn, lành tính và đặc biệt là không gây bệnh, không gây độc trên gan và thận. Nó khác với các kháng sinh khác là nó có hiệu quả tốt trong phòng và điều trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch bẩm sinh và ức chế sự nhân lên của virus. Đối với các tác động trên vi khuẩn thì nó có nhóm isovalerin thì nó tăng khả năng xâm nhập vào tế bào cũng như là liên kết với ribosome của vi khuẩn, từ đó tăng sự kháng khuẩn của kháng sinh Tivalozin. Nó còn có một cơ chế kháng khuẩn kép do là nó thuộc nhóm Macrolide cho nên nó liên kết với tiểu phần 50S của ribosome và chất chuyển hóa, đồng thời chất chuyển hóa của Tivalozin là 3AT cũng liên kết một vị trí khác của ribosome làm tăng hoạt tính kháng khuẩn của kháng sinh, từ đó thì kéo dài thời gian tác dụng và hạn chế sự đề kháng thuốc của vi khuẩn. Tác dụng của Tivalozin trên virus thì khi virus xâm nhập vào tế bào chủ thì nó cần phải thông qua quá trình nội hóa endosome và lysosome thì nó mới có thể nhân lên được. Tivalozin đã ngăn chặn quá trình hợp nhất của virus với màng của endosome và lysosome, từ đó không cho virus thoát ra ngoài và nhân lên. Tivalozin cũng đã được nghiên cứu là có khả năng hấp thụ và chuyển hóa nhanh chóng gấp 3 lần so với các kháng sinh khác cùng hàm lượng. Ta có thể thấy ở đây là nó đạt nồng độ điều trị trong huyết tương chỉ cần 2 giờ, nhanh hơn rất là nhiều so với kháng sinh Tivalozin. Và nó khác với các kháng sinh khác là nó có khả năng tăng cường hệ miễn dịch bẩm sinh trong cơ thể nhờ hoạt động bên trong và bên ngoài đại thực bào. Tivalozin thì có khả năng tập trung nhanh và nhiều ở trong đại thực bào, giúp kích hoạt đại thực bào và tăng sự có mặt của đại thực bào lên các mô vị trí tổn thương. Đồng thời thì nó tiêu diệt các mầm bệnh bên trong đại thực bào. Khi nồng độ Tivalozin ở bên ngoài đại thực bào thấp hơn thì nó sẽ thoát ra ngoài và trực tiếp tiêu diệt các mầm bệnh. Đây là một bảng so sánh nồng độ kháng sinh thuộc nhóm Macrolide trong tế bào bạch cầu thì ta có thể thấy là Tivalozin thì luôn có nồng độ cao nhất, kể cả ở 15 phút, 30 phút hay là 60 phút, cao hơn rất là nhiều so với các kháng sinh khác.
Đây là nồng độ ức chế tối thiểu đối với vi khuẩn Mycoplasma. Thì khi sử dụng Timolidine với liều ức chế tối thiểu 50% vi khuẩn thì nó chỉ bằng 1/2 so với khi sử dụng Tilosin với liều ức chế 90% vi khuẩn thì nó chỉ bằng 1/6 so với Tilosin. Ở trên thí nghiệm khi sử dụng điều trị bệnh Mycoplasma trên heo thì ta có thể thấy là khi sử dụng Tivalozin ở liều 50 ppm đã thấy cho kết quả ngày cuối cùng tỷ lệ dương tính chỉ là 0,55%, thấp hơn rất nhiều so với khi sử dụng Timicosin là 2.77 và Tiamulin cộng CTC là 3.88. Đối với điều trị Mycoplasma trên gà thì ta cũng có thể thấy là ở 14 ngày điều trị hay là 34 ngày điều trị thì phần trăm mẫu bệnh phẩm chứa Mycoplasma khi điều trị Tivalozin vẫn là thấp nhất. Từ đó ta có thể thấy là Timolidine có hiệu quả cao khi điều trị đối với các bệnh Mycoplasma kể cả trên heo và trên gà. Đối với các bệnh phòng trị đối với việc phòng trị các bệnh tiêu hóa thì ở đây thì đã có thí nghiệm về bệnh viêm hồi manh tràng trên heo thịt thì khi sử dụng Timolidine thì cũng đã có kết quả rất là tốt, kết quả tốt hơn so với sử dụng Timolidine với tỷ lệ chết là 0%. Đối với bệnh Clostridium ở trên gà thì khi sử dụng Timolidine thì đã cho thấy số lượng vi khuẩn giảm cũng như là bào tử Clostridium ở trong manh tràng của gà 28 ngày tuổi là tốt hơn. Đối với kết quả trên virus thì sao ạ? Đối với virus tai xanh ở trên máu heo con sau 10 ngày gây nhiễm thì khi sử dụng Timolidine đã có số lượng virus thấp hơn nhiều so với lô đối chứng. Và sau đây thì em xin tóm tắt lại một số tác dụng của Tivalozin là phòng và điều trị hiệu quả các bệnh hô hấp và bệnh đường tiêu hóa, ức chế sự xâm nhập của virus, hấp thu và chuyển hóa nhanh chóng, có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch bẩm sinh và tăng cường sự đề kháng của cơ thể. Đây là một kháng sinh rất an toàn và không đề kháng với bất kỳ nguyên liệu nào trong thức ăn. Phần cuối cùng thì em xin giới thiệu về sản phẩm CL Tinva 50. Sản phẩm này là có sự kết hợp của công ty OK Việt Nam và công ty dược thú y Cai Lệ. Với liều sử dụng ở nhà máy thức ăn là 500g trên 1 tấn thức ăn, với trang trại là phòng là 1kg trên 1 tấn thức ăn và điều trị là 2kg trên 1 tấn thức ăn. Sản phẩm này không có vị đắng và tan 100%, cho nên là phù hợp khi sử dụng để hòa vào nước cho gia súc và gia cầm. Cảm ơn anh chị và mọi người đã quan tâm theo dõi. Timolidine cũng như là sản phẩm CL Tinva thì có rất là nhiều tài liệu. Các anh chị muốn quan tâm và tìm hiểu thì hãy liên hệ với công ty OK Việt Nam. Chúc anh chị một ngày làm việc thật là vui vẻ và hẹn các anh chị vào video tiếp theo ạ.